5 khách sạn ma nổi tiếng châu Á. Châu Á là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách yêu thích sự huyền bí. Bắt đầu chuyến du hành của mình trong một khách sạn bị ma ám là một khởi đầu thú vị với một số người. Khách sạn Grand Hyatt, Đài Bắc, Đài Loan. Những chuyện ma quái đều bắt nguồn từ lịch sử đen tối của khách sạn này, được xây dựng trên nền một trại tạm giam trong chiến tranh thế giới thứ hai, nơi từng chứa hàng trăm người bị giam giữ, tra tấn và bức tử. Khách đến ở luôn khẳng định họ nhìn thấy những bóng ma lởn vởn ở hành lang. Số khác kể rằng họ nghe được nhiều âm thanh kỳ lạ từ các căn phòng trống. Những tin đồn ma quái làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của khách sạn. Bởi vậy họ quyết định tham khảo các chuyên gia phong thủy. Từ đó các miếng bùa bằng chữ Hán được đặt ở nhiều nơi trong khách sạn nhằm trấn giữ những linh hồn chưa yên nghỉ. Khách sạn First World, cao nguyên Genting, Malaysia. Genting là một khu nghỉ mát trên đồi nổi tiếng, đồng thời cũng là một trong những nơi thần bí nhất Malaysia. Đã có nhiều tai nạn không thể giải thích xảy ra ở nơi này. Là một khu resort kèm casino, nhiều vụ tự tử liên quan đến cờ bạc xảy ra. Vào giữa đêm, thử xuất hiện những âm thanh kỳ lạ như thể phát ra từ những linh hồn không yên nghỉ. Thậm chí, người địa phương còn cho rằng một số phòng chẳng bao giờ được ở dù cho khách sạn đầy kín, bởi nhiều khách thuê lâm bệnh sau khi nghỉ lại ở đó. Khách sạn Taj Mahal Palace, Mumbai, Ấn Độ. Nhiều người cho rằng nơi này bị hồn ma của người kỹ sư trưởng W.A. Chambers ám. Trước khi việc xây dựng được hoàn tất, Chambers tới Pháp. Khi trở về, ông rất đau khổ khi thấy mọi thứ được xây ngược hoàn toàn với những gì ông dự kiến nên tự sát. Từ đó các nhân viên và khách đều khẳng định rằng hồn ma của Chambers luôn lang thang trong khách sạn trên đôi cánh giả lụa. Hồn ma ấy vẫn luôn cất tiếng khóc than vì mẫu thiết kế đã bị xấu đi của mình. Khách sạn Asia, Bangkok, Thái Lan. Từ cái nhìn đầu tiên, có thể dễ dàng cảm nhận sự ma quái của khách sạn này. Ánh sáng mập mờ dọc hành lang, mọi căn phòng đều có vẻ cũ kỹ và ẩm mốc, đèn luôn nháy liên tục vào giữa đêm. Từ lâu, ở đây lưu truyền câu chuyện về những người khách thức giấc vào buổi đêm và nhìn thấy những bóng ma ngồi trên sofa, nhìn chăm chăm vào họ rồi bỗng biến mất vào khoảng không. Khách sạn Yushan Phan Dian, Thừa Đức, Trung Quốc. Khách sạn Yushan Phan Dian với 220 phòng nằm ở phía bắc thành phố Bắc Kinh, khoảng 3 giờ lái xe theo hướng sông Dương Tử. Truyền thuyết kể rằng linh hồn từ Hy Thái Hậu có mặt khắp mọi nơi trong khách sạn này, thậm chí ở cả sảnh chính. Khách sạn được xây trên vùng đất xưa kia thuộc về Triều Thanh, là nơi hoàng thất đến nghỉ ngơi tránh cái nóng gay gắt của mùa hè. Vì vậy mà có vẻ như hoàng hậu cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ khu vườn của mình. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.